Nó mở nhiêu đây muốn nhiêu đây là muốn muốn xả lại rồi. Nhiêu đây muốn lại rồi hả? Muốn lại rồi. Anh với chị là lập gia đình hồi giống ta vậy, nọc nọc nó nhảy về biết sao giờ mình tránh né nó không kịp. Không hướng ngựa thai rồi tới rồi nhằm khi nó uống rồi khi bữa đó nó quên uống mình đâu có hay ho gì đâu. Tưởng đâu uống qua rồi rồi lỡ dính không lẽ đi phá rồi mà tội nghiệp con như thí dụ con mình muốn ở với mình này mình phá nó tội kệ nó để cho nó ở đi cho nó ở luôn dính phá nó phì kỳ quá đúng ra nhầm người ta thấy con đồ có thai đồ đi phá mẹ thì yếu con thì phá bỏ thấy cũng tội nghiệp kệ nó dính nó ở với mình cho nó ở kể về lên nó sống nếu sanh ra nó sống được muối ăn muối nước mắm ăn nước mắm mình mặn kể mình mặn lo cho con không chứ mình đâu lo cho ai mình chết rồi đâu có đem đi theo được. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Thì tiếp tục hành trình của Bùi Hồ thì Bùi Hồ cùng với lại ông chú Út ở đây là người dân tộc Khmer sẽ về quê của chú hay chú ha nhà của chú quê đây dạ quê của chú để tìm hiểu một số nét văn hóa của người Khmer cũng như là có một số hoàn cảnh khó khăn ở nơi đó giống như vô cái vùng này giống như lạc vào cái mê cung trận hành thai nhà bọn ông trong này là cô bác anh chị rồi ơi ở đây tất cả đều là người Khmer hết rồi ô dạ ở nhà này anh dạ ở nhà người ta ở thì vuông coi vuông coi ao này ha. Ở chòi ba. Dạ ở chòi ba đó có đất đai đó cách nhà đó. Ở chòi. Mấy đứa con. Ở nhà. Mấy đứa con. Năm đứa con. Dạ. Rồi con của chị đâu hết rồi? Dạ nó đi chơi kìa, nhóc kìa, bên kia kìa nó đi chơi hết trơn rồi. Đi chơi hết rồi hả? À, nó đi chơi chờ còn bà ở nhà. Rồi đi. Trò này có ai chị? Dạ. Trò có ai? Này trời của chú cái ông bên kia. Chủ vua. Ta cho giữ vua người ta, ta cho ở giờ nhờ đó. Con. Con. Cung con. Đó, tí tí đó con á. Rồi. Có ông đi vẫn còn ơn nè, bữa nay ông hiểu. Ở đây lâu chưa anh? Đây năm mấy gần 2 năm rồi. 2 năm? Dạ. Ở đây mình giữ vuông cho ta có tiền không? Không. Này, ông cho ở. Ở là may đó, không có chỗ đâu ở. Chị năm nay bao nhiêu rồi? Em hả là 44 rồi. 44 còn anh? Đồng tuổi á. Đồng tuổi 44 hả? Dạ. Anh với chị có 5 người con. Dạ. Hàng ngày anh chị làm cái công việc gì? Em thì bán đi bán bông súng. Bán bông súng? Dạ. Hái ở đâu? Đó, sao đó. Nhổ sao đó. Nhổ súng sao. Ông thì đó. Đi làm cây. Anh làm gì? Tôi làm cây. Anh làm cây ha, làm thuê ha. Làm thuê làm cho người ta. Làm gì? Làm cưa cây, cưa ấy đồ. Cưa dán cho người ta, giao cho người ta. Anh tên gì? Sơn. Còn chị? Còn tên chung theo giấy là tên Danh Cát. Danh Cát. Danh Cát. Còn Thị Hình. Thị Hình. Hình. Cô Thị Hình. Cô Thị Hình. Cô Thị Hình. Cô Thị Hình. Đó con em á ở đây nè hả? Dạ. Một. Đó. Đó tới hai nữa đó. Còn hàng kia thì đi nhà của chị chơi à hả? Hai ba. Ba. Còn hai người kia đi đâu rồi? Trời ơi. Ở chỗ có chỗ nào ở không hay là ở đây luôn? Ở đây không à, đó. Đây có người ta đó, có người ta lấy chừng nào nữa. Đây là con hết luôn hả? Bốn đứa hả? Ờ. Ba đứa.
Có đi học gì không chị? Không, nó học nhà thờ, nó không có đi học ở trường. Học ở nhà thờ. Không có tiền thì sao? Trời ơi, cảnh đớn đau ha. Bé này mấy tuổi? Bé này 2 tuổi. 2 tuổi? 7 tuổi, này 12. 12, còn đứa lớn mấy tuổi? Đứa lớn kia 14. Đi làm cái gì vậy? Nó ở nhà, nó đi hái bông súng cho em đi bán. Hái bông súng cho chị đi bán à? Dạ. Giờ đang hái hay sao? Không, nó chiều chút mới nó hái, nó đi chơi rồi. Đi chơi ha? Dạ. Nó tới cho tiền. Hái ngày bông súng ngày bán được nhiêu? Dạ, đừng trăm mấy cũng có nữa. Khi đừng chục bó thì được 50 ngàn à. Ừ. Được 20 mới được 100. Ừ. Mình hái từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Hái được hai hồi 9 giờ tối là tới sáng mới đi bán. Dạ. 9 giờ tối hả? Dạ. Hái tới sáng hả? Dạ. Tới sáng. Rồi. 3 giờ lên hái lần nữa. 9 giờ lên hái rồi 3 giờ sáng dạ. Lên hái lần nữa. Rồi đợt dịch kỳ rồi là có trợ cấp gì không? Không. Có được phát gạo gì không chị? Cho một lần chủ sở ta cho, có một lần còn như sở anh ta cho quá. Dân người ta cho. Dân người ta có, người ta khá gạo người ta cho. Qua nhà mình qua đây ngồi đi. Ông hốt qua đây nữa. Anh làm cây là ngày được nhiêu? Được bé 170. Ngồi đây nè con. Trời ơi. Ngồi đi, bây giờ ngồi đi. Cỡ gì? Còn mấy đứa nữa? Còn 2 đứa nữa. Là 5 đứa. Là 5 đứa. Là với anh chị là cả nhà là 7 người. 7 người. Ngày chị làm được 170 ngàn hả? Dạ. Còn anh? Làm 270. 270, bữa nay có làm không anh? Nay nghỉ mệt quá. Và chủ người ta cho nghỉ một bữa. Chủ cho nghỉ ha? Dạ. Bé nhỏ nhất là chị nói là 3 tuổi hả? 2 tuổi. 2 tuổi. Dạ. Trời ơi. Thì các bé là chỉ có đưa học nhà thờ thôi, không có học ở trường. Nhà thờ không à, thằng lớn kia cũng học nhà thờ nữa. Ừ. Bốn đứa học nhà thờ hết luôn á. Còn nhỏ này chưa đi học. Mai mốt có tính sanh thêm không? Không. Nó mở nhiêu đây muốn nhiêu đây là muốn xả lại rồi. Nhiêu đây muốn lại rồi hả? Dạ. Lại rồi. Anh với chị là lập gia đình hồi năm bao nhiêu tuổi ta? Năm 2000. Năm 2000 lúc đó anh nhiêu tuổi? 20. 20. 22 á. 22 tuổi. Trời ơi. Rồi hàng ngày là hai vợ chồng lao động là được 300 mấy chục ngàn. Dạ. Thì ăn uống có dư giả không anh? Đó, nếu dư giả thì cũng mua này mua kia rồi mua đó, cho mua chỗ ăn chỗ ở rồi đủ này mua làm không muốn đủ ăn nữa chứ. Anh tên gì em quên nè? Sơn. Anh Sơn có mấy anh em? Danh Cát á, thì tên Danh Cát đúng ra là ở trong giấy chứng minh thì Danh Cát. Danh Cát là 13 anh em. 13 anh em. Dạ. Và 10 người anh em trai, 3 người em gái. Chị. Ừ. Rồi anh là thứ mấy? Thứ 8. Rồi ba mẹ anh có đất cát gì không? Nói ông ra thì lúc đó ổng cũng có đất cát mà đó hồi xưa mà đó cũng nhìn lâu lắm rồi nó bả bán đồ này nọ mình hồi đó mình còn nhỏ mình đâu biết được mình còn nhỏ mình không biết có nghĩa là mình lao động ngày nào mình ăn ngày đó thôi đúng à trời ơi mai đi kiếm gì rồi ngày mai anh chị là người Khmer hết mẹ hả? Danh người lớn lên các bé này anh chị có tính cho đi học không? Cũng đang cho đi học đó. Đi học, đi học mà bị không à. Bây giờ bị có nhỏ này chưa đi học nè. Bị bệnh đập có cho đi học. Bé này có sữa uống không chị? Trời, mua uống một đêm thì 3 bịch uống sữa. Một ngày đêm 6 bịch đó. Ngày đêm 6 bịch sữa. Dạ. Một đêm 3 bịch bằng ngày 3 bịch. Mỗi ngày anh chị là lao động được 300 mấy thì mình tiền tiêu xài là bao nhiêu tiền ta? Nói không ra mình theo mình ghi vô lại chắc cũng cỡ chèm 200 mấy. Bây giờ mình lo cho con ăn đó đầy đủ á. Tiền gạo, tiền đậu sữa, thêm cỡ chèm cũng cỡ 200 mấy á. Ừ. Mình tính 200 thôi.
tiền cà phê, tiền nó ăn sáng đồ đủ đầy đủ hết trơn á. Ừ, xong rồi là đâu có dư giả gì hả? Dạ, còn nói chung ra mình dư thì nó không dư, mình cũng đắp đó đủ đó thôi. Đắp đó đủ đó thôi. Làm... cái đứa bé 14 tuổi là lao động hái ra bốn hai bông súng tiếp anh chị thôi. À, đó là lao động được. Lao động được à? Rồi ngôi nhà của mình ngủ như thế này là tối mưa có tạt gì không anh chị? Không, nó có mưa lớn thì nó tạt, nếu mưa nhỏ nhỏ có không sao đâu. Mưa lớn nhiều khi nó đổ nó không kịp á. Ở mái nhà mình nó đổ xuống kịp nó cũng có hơi dột. Nhà này là mình tự cắt hay là chủ cắt cho? À, nói chung ra này mình chủ cắt cho mình ở luôn chứ không phải mình tự cắt. Chỉ mình không có đồng tiền nữa thì chủ người ta cắt cho mình ở. Cắt cơ sẵn cho mình lại ở. Ta thấy tội nghiệp vậy đó, ta cho kêu lại ở. Là không có nhà luôn. Không có nhà. Con tên gì? Mấy chú tên gì? Con tên Minh. Nói đi con. Con tên gì? Gì? Dương. 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 Nói tên lớn lên. Con bé này. Tên gì con? Bé gì? Bé Duyên. Bé Duyên. Con bé này. Tên Hèn. Hèn. Còn hai còn một bé trai nữa. Nhỏ sao đó. Tên Minh. Tên Minh. Ờ. Ê, anh chị có thể dắt cho em ra xa vô nhà được không? Để. Vô có. Đi vô. Vô đại vậy. Ông chó cắn không anh? Không không. Không không cắn. Chỗ này là ngủ của ai? Chỗ đó nhậu hơn, chỗ ngủ với hai đứa con. Hai nhỏ lớn. Hai bé lớn hả? Còn chỗ này? Chỗ này hai ông bà với hai nhỏ nhỏ. Là bốn người, còn bé nữa? Thì bé ngủ với ngoại. Bé đi ngủ ngoại, ngoại già rồi mà ngủ với bà. Ờ. Ở đây một cái giường, một cái giường. Cái giường này hai vợ chồng anh với hai bé nhỏ. Còn này hai bé lớn, hai bé kia ngủ với ngoại. Đây, cho em ra sau ấy. Đây cái bếp của mình đây hả? Dạ. Xong chén mình để đây. Ờ, cái này là đồ món ăn của mình hên. Dạ, nó bỏ rồi anh ơi. Nó khắc tính nấu cho ba vịt. Nấu cho nó gã ra mình trộn cơm. Anh chị hái bông súng ở đâu? Đó anh. Bông súng đó là anh chị trồng hả? Dạ. Không phải, mình trồng nó mọc nó đất của người ta mình xuống nhổ. Người ta cho sao? Cho. Bởi vì nó mọc thiên nhiên mà. Ồ, bông súng đó thiên nhiên hả? Dạ. Nước đó sâu không? Được ăn đây ạ. Dạ. Là bé lớn là hái phụ anh chị ha? Dạ. Đó. Em sống mùa dịch này em sống muốn nhờ bông súng với hái rau muống để đồng mình nè. Với bắt cua đồ. Bán? Bán. Kiếm tiền sống nuôi con còn này nọ. Cua mình khi ban đêm đi bắt cua khi, ban ngày thì ban đêm nhổ bông súng mà với hai gà muống cho bán phụ vậy đó. Còn mình sống qua ngày vậy. Anh đẻ nhiều gì mai mốt về cho đi học có đủ tiền cho đi học không anh? Nó ra đấy thì mình cũng thiếu thốn thì con nó đi học là được nhiều cho nó nhiều thôi, được nhiều đưa cho nó nhiều, không có thì nhiều khi nó đi học nó cũng không đòi hỏi gì. Đi học trường của tiếng Kinh hả? Đó, tiếng Việt hả? Nó học trên nhà thờ á. Dạ. Học nó không ra bên nhà thờ học. Rồi bả không lấy tiền. Nhưng khi bả mua sách mua gì cho học nữa. Anh chị là Phật giáo hả? Không có người Kinh. Mình nói ra mình người người dân tộc mà đạo không có đạo Thiên Chúa. Mình nói ra đạo Phật thôi. Mà con thì lên họ lên bển học. Bả thấy mình nghèo khổ mình bả thương thì thôi bả kêu đi học bên nhà thờ á. Bả đến hướng dẫn mình đi học đạo vậy thôi. Còn mình sự thật là mình đạo Phật. Tối là ngủ này chắc nó tạt dữ lắm mà. Cũng tạc cũng có tạc chứ mà nó cũng ít à, tạc do bắc thì nó tạc từ đây qua ở đây. Nước sinh hoạt sao? Nước sinh hoạt nước trên chùa xuống nè.
chùa xuống. Nước này là mình xin ở chùa hả? Dạ, ở chùa xuống. Mình có ống mình kéo chùa xuống. À, chùa cho. Dạ. Một tháng mình đóng 60 ngàn. Còn điện? Thì tiền điện á, tiền điện là câu nhà người ta nhờ nhà chị bà con á. Điện nhà chị đóng, bà con kéo mình cũng đóng. Kéo cũng trăm ngoài. Nhằm khi mình xài, nếu mình xài nhiều thì 120, 130, còn mình xài ít thì 100. Anh chị nói là trước đây là anh chị ở đây một năm mấy rồi, rồi trước đây anh chị ở đâu? Ở bên này, ở nhà ngoại, ở kẻ nhà bà già vợ, nhà ngoại á. Chị, nhà chị ngoại là có mấy người, nhà. Mấy chị em? Dạ. Chị có mấy chị em? Dạ, được 10 đứa. Cái truyền thống của mình là bên dân tộc của mình là sanh đông con hay sao anh Sơn? Tại dòng giống mà. Dạ. Dòng mà giống mà nọc nó nhiều, nó sanh nhiều con vậy. Bởi nọc giống ta vậy, nọc nọc nó nhạy về biết làm sao giờ mình cắt né nó không kịp. Ông ép ta chứ dùng giống gì. Anh có biết kế hoạch đồ không? Ở nhà nước rồi có yêu cầu mình kế hoạch không, không? Không có kế hoạch mà nói trong ra mình kêu mình đi kế hoạch ra, tại mình không kêu, không muốn kế hoạch coi khi vợ con mình nó yếu, nó không có chịu ba vụ đó, bệnh hoạn đồ, mình không có tiền, không có gì mất công. Kể cho vợ con mình xanh cho uống thuốc đều đều ha. Cho uống thuốc đồ. Mình nhằm khi mình cũng cho uống thuốc, bởi vì một đứa 12 tuổi, một đứa 14, 16, một đứa 17, 18 được không? Nhằm khi nó lợi gì bất ngờ mình có không biết được. Là bất ngờ. Là bất ngờ là sao? Nhằm khi cho nó uống thuốc mình quên quên mình không có uống thuốc, bị gì vậy? Dính liền. Mình gắng trốn thấy mẹ nó trốn không được. Gắn trốn mà không biết nó lợi, nó thích mình lợi giờ nào lợi à. Là con là nó là thích lợi giờ nào lợi. Nó thích bào thà ơi, nó muốn ở với mình giờ nào mình đâu biết được. Tránh sao đường nào mà tránh nổi. Nó ra con cho uống thuốc quá trời thuốc ra. Ở trong không bắt trước sư phụ kìa. Ra sao sao anh nói sao. Cho uống nước sao anh? Cho uống thuốc ngừa thai đó, rồi nói mẹ nó vậy mắc cỡ vậy anh em trai mình không. Cho uống thuốc ngừa thai đó, rồi tới rồi nhằm khi nó uống rồi khi bữa đó nó quên uống mà mình đâu có hay ho gì đâu, tưởng đâu uống qua rồi lỡ dính, không lẽ đi phá rồi mà tội nghiệp con như thí dụ con mình muốn ở với mình này, mình phá nó tội, kệ nó, để cho nó ở đi, cho nó ở luôn, dính phá nó kỳ kỳ quá. Đúng ra nhầm người ta thấy con đồ có thai đồ đi phá mẹ thì yếu, con thì phá bỏ, thấy cũng tội nghiệp. Nó ra gì tội nghiệp con lắm, nó ra con mình kệ mình nghèo khổ vậy, có cháo ăn cháo, có muối ăn muối, nước mắm ăn nước mắm, chứ mình phá bỏ con thấy nhiều cái mình tội, mình cũng tội, nó thấy tội lắm. Mình sản xuất nó được, nó lo phải, mình phải lo được. Nói chung ra nếu mình phá nó bỏ, nhằm khi nó cũng thù mình đó. Nói mấy chị em ở với mình được mà nó lợi, nó mới một hai tháng tha nó bỏ, nhưng khi nó cũng ám ảnh, thấy mình cũng ám ảnh con cái đó, cũng khó lắm. Thà kệ nó dính, nó ở với mình cho nó ở, kệ về lên nó sống, nếu sanh ra nó sống được muối ăn muối, nước mắm ăn nước mắm, mình mặn kệ, mình mặn lo cho con không, chứ mình đâu lo cho ai, mình chết rồi đâu có đem đi theo được, phải gắng làm lo cho con. Có nhiều đó hả? Nhìn thấy con của mình nó không có bằng giống như đầy đủ giống như con của người ta, anh có cảm thấy buồn không? Nhiều cái mình nằm cũng buồn lắm, mà biết làm sao bây giờ. Bây giờ mình cố gắng hết sức mình rồi, mình cố gắng mặn hết sức mình rồi, bây giờ mình biết sao bây giờ. Mình cố gắng hết sức mình rồi, có nhiêu mình làm nhiêu, chứ bây giờ mình nhờ ai được. Mình nghèo khổ, mình chỉ nhờ bản thân của mình thôi. Nhờ bản thân mình nuôi con được nhiêu, mình nhờ nuôi nhiêu thôi. Dạ. Mà nó mặn được nhiêu, mình nhờ nhiêu. Con mình đi học, thấy con ta ăn đầy đủ, con mình ăn đầy đủ, mình cũng buồn. Thì mình phải chịu thôi, biết làm sao vậy? Dạ. Mình thấy con ta ăn cũng hơi ngon chút. Con mình ăn hơi... Nhà mình thường thì ăn cơm với gì? Thịt, cá. Khi câu cá này nè, kho khô quẹt. Cá, mình sống cũng đầy đủ lắm, lo cho con mà.
con muốn thích ăn gì mình mua cho nó ăn đó. Dạ. Anh chị có ước muốn gì không? Nói chung là ước muốn cũng nhiều lắm mà tại mình không có vốn lấy ước muốn. Chị có thể, anh chị có thể nói cho em nghe được không? Nói chung ra mình cũng muốn ước có một mái gia đình ấm thôi, mái nhà rồi ở nhà, cho nó cách nhà với người ta đó, rồi có một cái nhà ở đừng cho nó dột, đừng cho gì thôi, với miếng đất đồ đặng mình cắt nhà. Ừ, dạ. Nuôi con nuôi cái cho nó đặng mình làm thông với người ta đó, cho nó có nhà ở với người ta. Dạ. Rồi có miếng đất đồ cắt nhà đồ đừng cho nó dột thôi. Còn mấy người tôi, còn hai vợ chồng tôi mặn thì cũng ổn định sống với con cái nó được, cũng ổn định lắm, sống cũng qua ngày. Chỉ là có nhà ở là làm ăn nhiều, ăn được nhiều, ăn nhiều. Vậy là nguyên nhân là mình nhiều con là mình lâu, con nó muốn đến là nó đến hả? Đúng rồi, nó, nguyên nhân này ai biết được đâu. Mình nói chung ra mình cũng gắn chạy trốn thấy mùa, không biết nó chui từ đâu lại, ai biết được ai. trốn giờ nào lại chừng nấy. Ông ơi, ông làm gì người ta trốn, ta kiếm ông trốn. Bởi vậy mình ta lại kiếm mà sao mà biết được. Ra mình cũng gắn trốn thấy mùa luôn, giấu nhím thấy mùa. Đi cái cả chân hai nè, hết mệt rồi. Trốn được rồi đó. Anh Sơn nói chuyện vui quá Tân. Anh Sơn. Dạ. Nói chung là cuộc sống của mình chủ yếu là đông con thôi. Đông mà mình không có đông nào... là vui, đông là vui mà nghẹt nó hao. Đông đó... vui hao. Đông vui hao á, kêu đông vui hao. Anh Sơn có thường nhậu không? Nói chung ra bữa nào cũng nhậu hết trơn á. Bữa nào cũng nhậu hết hả? Đi làm về làm cây về nhậu. Nhậu như đó có 10.000 nhiêu. 10.000 nhậu. Nhậu rồi ngủ, ngủ rồi sáng đi làm nữa. Dạ. Có nghĩa là mình không có cái ngôi nhà ở thôi, chứ bây giờ mình vậy là thấy đông vui rồi ha. Đông vui. Ước mơ có đông nhiều hao mà không có khả năng làm được. Dạ. Mình sống vậy cũng thấy cũng tạm ổn định rồi, mà thấy vậy cũng hạnh phúc rồi. Dạ. Mà ngạc mình ước mơ nhiều quá thì người ta nói mình tự cao. Nói ra mình sống vậy thì cũng tạm được. Bây giờ mình ước mơ quá cũng chẳng có gì. Thôi hôm nay em đến thăm gia đình của mình. Dạ. Thì thấy gia đình mình vui, đông vui quá. Đông vui hao quá. Đông vui ha. Chúc anh chị luôn có sức khỏe ha. Rồi. Dạ. Dạ. Em chào gia đình mình, em về nha. Dạ. Rồi. Dạ. Ôi, một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào cô bác với anh chị. Tính dự định là vô nhà ông Út thôi, nhưng mà gặp gia đình của anh Sơn này quá là nhiều con. Theo một cái số, theo cái suy nghĩ của anh Sơn á, cũng như người dân tộc ở đây á, thì con cái là tự nhiên đến ha, anh hai ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Mình không biết giúp đỡ sao luôn ha anh hai. Không có đất mà ha.